cái hình ở dưới chùa đẹp hơn, nó vừa thang sầu cái sân khấu, trời quá trời, trên thế giới này thứ hai bao nhiêu cũng chưa có bằng mình luôn á. Con ngồi con so sánh đi, con biết bao nhiêu view coi, biết cả thế giới ai cũng thấy hình ảnh mấy con không? Thí dụ như đứa nào mặc áo dài bữa đó, bây giờ mới quốc quan về Việt Nam á, mà về quê chỗ con á là người ta nói, ô tôi thấy du rồi. Trên thế giới này mục đích là giàu cho một người đại gia tỷ phú, mấy thằng ngàn qua gặp mình mà tiệm con đó, nó đại gia không á, mà có ai biết mặt nó đâu. Muốn người ta biết mặt nó phải dễ không? Những cái người mà làm tổng thống hay là những cái chức thị trưởng cũng cần có người biết mặt, nhiều người biết mặt con, nhiều người thương con, thì nó cũng giống như cái tụi mà thư ém mà Thiên Linh cái Bùa Ngải đó, là chùa ém á, gọi là chùa ém, nhiều người thương con là mấy chư thiên nghe, ô hằng nghe vậy ngân vậy chinh vậy, thì nhiều người khen con là động tới lòng trời, là con có phước đó. Về mặt tâm linh nó là như vậy. Còn nhiều người mà bị nguyền rủa mà trên pháp lịch nhiều quá, nhưng Bùi Hiền bị chửi nhiều quá đó, ổng và nhiều đời con cháu ổng khó mà ổng ngóc đầu nổi. Mấy vị cũng theo, mấy vị cũng tính theo cái rumor của thế gian mình đó nha, truyền miệng của thế gian, nó là về tâm linh, nó là Phật hiển. Nên con được nhiều người trên công chúng thương và khen thì là cũng động tới lòng trời. Nhiều người ở dưới thế gian mà bị nguyền rủa nhiều, con cũng bị tập từ thế gian mất tài sản, chết yểu hay là bị tập. Trừ khi giờ con thấy á, những thằng dân chơi hay những nhà lãnh đạo ấy nó bị ra nguyền rủa nhiều đúng không? Nhưng mà cuối cùng những nhà lãnh đạo ấy, con thấy có thằng nào sống thọ không? Mà sống cũng như chết. Cho nên mình hòa thuận nhau, thì hòa thuận nhau làm một cái hình ven lên lên màn hình, chả tốn gì hết. Thời xưa mà con mà muốn được nổi tiếng như vậy á, trời ơi tốn biết bao nhiêu. Mà những thời xưa là như chị Kiều Trinh hay những Kim Cương, tài tử Kim Cương nữa, Bạch Tiết nữa, muốn nổi tiếng người ta cũng phải là có tài thiệt, cũng có nhan sắc thiệt đúng không? Còn bây giờ mấy con chỉ nhan sắc trung bình thôi mà còn nổi tiếng hơn mấy người xưa biết nhiêu. Cũng có nhiều đứa trong ra nhóm mình không có nhan sắc đây nè, cũng nổi tiếng quá trời luôn nè. Con thấy có phải là phước của chúng ta không? Bởi vì nói là xưa là trên nói sau này mấy chư thiên họ phước mấy đứa đệ tử con, sau này đứa nào cũng được về trời là gì, không phải thường nói để con vui đó. Đứa nào cũng sẽ được về là nhờ mấy cái đó, con hiểu không? Nhưng mà at the same time vừa công đức vừa được người thế gian thương, nhưng mà mình phải gắng giữ cái đó. Giữ bằng cách nào? Giữ cái đó là mình càng nổi tiếng, mấy đứa con thí dụ nổi tiếng thì mấy con nổi tiếng, mấy con cũng phải càng khiêm tốn. Chứ còn mấy con mà nổi tiếng rồi, mấy con muốn xài một đời này gọi là âm phước là phước ở về trời, còn mà phước hữu lậu là phước của thế gian này, được người ta khen giống như movie star hay là mấy đứa model như Ngọc Trinh rồi đó, nó không có âm phước, nó chỉ có phước thế gian thôi. Cái đó nó chỉ xài một đời này thôi. Còn âm phước mấy con xài cả nghìn năm ở trên trời, tỷ năm, gọi là âm phước của trời. Tức là mình phải khiêm tốn, mình được thế gian khen là một chuyện, mình phải là sống làm sao hòa nhã với mọi người ở thế gian nữa thì gọi là được cả hai. Còn nếu một hay là hai thì đó mới còn biết hồn rồi đó. Phụ dạy cái này hoài, âm phước nó quan trọng hơn là phước phủ lậu. Phước phủ lậu là phước của người phàm. Mấy đứa giống như Đàm Vĩnh Hưng hay là Trấn Thành hay là Ngọc Trinh, tụi nó gọi là phước hữu lậu, được người đời khen thôi. Nhưng mà âm phước nó đâu có đâu, khi nó đi rồi đi xuống địa ngục hết à. Nếu mà nó mà không biết quay đầu tu